Hôm nay mình thanh lý cái đàn guitar màu đen là có tích hợp sẵn EQ rồi mọi người nhá. Giá 1,6 triệu bao ship tận nhà nhá. Ok. Test thử âm. Âm rất hay mọi người nha. Mọi thứ còn nguyên vẹn đẹp, bóng đẹp. Cái này sơn mờ, mịn màng, không có vấn đề lỗi làm gì. Đó, khóa là khóa đúc luôn. Khóa đúc luôn mọi người nhá. Đấy. Ok, 1,6 triệu bao ship tận nhà. Ngoài ra còn có một số cây khác nữa, ví dụ cây giáng thùng mọi người có thể lựa chọn. Đấy, cây giáng thùng cũng thế đồng giá nhá. Những cây màu đen này đồng giá, đây cây giáng thùng này âm thanh cũng ngon lành. Còn một cây giảng khuyết nữa, như vậy là mình đang thanh lý mấy cái màu đen này. Bạn nào cần thì liên hệ với Văn Anh Audio nhé.